Thưa quý vị khán giả, chuyện nhà nông ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về một anh nông dân còn rất trẻ tuổi nhưng đã có những sáng kiến táo bạo trong chăn nuôi. Tuy nhiên trước tiên thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ nhà báo Trịnh Bá Ninh, người đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, sinh năm 1986 với ước mơ làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương thì anh Nguyễn Mạnh Thắng ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã vay vốn xây dựng trang trại chăn nuôi thỏ New Zealand theo mô hình chuồng lạnh khép kín rộng 1.000 m² với tổng đầu tư là lên đến 1 tỷ 500 triệu đồng. Vâng, thực sự là một con số rất là ấn tượng. Và tôi được biết rằng là thỏ cũng là loài gia súc tương đối là yếu, khá nhạy cảm và dễ có phản ứng cơ thể với những điều kiện thay đổi của môi trường bên ngoài như là nắng, mưa, ẩm độ hay là thức ăn, nước uống, tiếng ồn và cả ô nhiễm môi trường khác nữa. Và anh Thắng đã đầu tư hệ thống chuồng lạnh khép kín sẽ là giải pháp tạo môi trường tối ưu nhất cho thỏ sinh trưởng và phát triển. Sau hơn 6 năm từ 70 con thỏ bố mẹ ban đầu, trang trại thỏ của anh Thắng đã mở rộng và phát triển với hơn 400 thỏ mẹ sinh sản, 50 thỏ đực giống, 3.000 thỏ thương phẩm, hơn 1.300 thỏ sơ sinh. Hàng năm, anh Thắng và hợp tác xã của anh xuất bán cho công ty thu mua gần 100 tấn thỏ thương phẩm, mang lại doanh thu 4 tỷ đồng cho hợp tác xã và riêng gia đình anh Thắng là khoảng 1,5 tỷ đồng. Vâng, thực sự là rất ấn tượng. Vậy thì mô hình chăn nuôi thỏ trong chuồng lạnh của anh nông dân ngoài 30 tuổi này có gì độc đáo? Hãy cùng khám phá trong tiểu mục Chuyện Nhà Nông ngày hôm nay. 5 giờ sáng, những con thỏ đạt tiêu chuẩn được anh Thắng bắt và xuất bán cho công ty dược phẩm của Nhật Bản. Trọng lượng không dưới 2,3 kg mỗi con, ngoại hình đẹp, khỏe mạnh, không bị dị tật là những yêu cầu đầu tiên được công ty thu mua thỏ đặt ra đối với trang trại của anh Thắng. Con thỏ này là để làm dược phẩm, cho nên là cái nguồn thức ăn phải dùng thức ăn của bên công ty thu mua, họ đặt hàng, họ chỉ định. Trước khi đi được nhà máy thì con thỏ phải được là nhân viên của công ty là bấm mã số tai, phải có 6 số tai rõ ràng như đối với con thỏ này thì bên nhà máy người ta mới nhận. Mô hình chuồng lạnh khép kín rộng 1.000 m² có tổng đầu tư lên đến 1 tỷ 500 triệu đồng, đang được anh Thắng nuôi hơn 400 con thỏ mẹ sinh sản, 50 con thỏ đực giống, 3.000 thỏ thương phẩm, hơn 1.300 thỏ sơ sinh. Khác với nuôi thả vườn, những con thỏ ở đây được nuôi môi trường đảm bảo vệ sinh thông thoáng và không bị mưa tạt, gió lùa. Hệ thống quạt đảm bảo mùa hè thỏ không bị nắng nóng và hệ thống sửa để giữ ấm cho thỏ vào mùa lạnh. Nên chuồng làm bằng xi măng để dễ dàng vệ sinh. Anh Thắng cho biết với việc đầu tư hệ thống chuồng lạnh này, năng suất thỏ thương phẩm của trang trại anh Thắng đã tăng lên gấp đôi. Trước thỏ sau khi cai sữa chỉ có 4 con một ổ, giờ là 8 con một ổ. Không những thế, thời gian phối giống quay lại của con thỏ rút ngắn xuống, sau khi đẻ 10 ngày, con thỏ đã phối giống lại. Tiêu chuẩn là về nhiệt độ và độ ẩm. Đối với con thỏ thì nó phát triển tốt nhất ở cái nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C là nhiệt độ lý tưởng để con thỏ phát triển. Trước đây thì đối với con thỏ thương phẩm thì tỷ lệ đạt tiêu chuẩn để công ty thu mua nó chỉ rơi vào tầm 60%. Như giờ thì qua những năm cải tiến về chuồng trại và cộng với kỹ thuật thì cái tỷ lệ thỏ đạt tiêu chuẩn bây giờ nó lên đến 95%. Rất nhiều người, nhất là thanh niên trong xã đã đến tham quan về mô hình nuôi thỏ của anh Thắng. Từ việc chọn thỏ bố mẹ, cách nhân giống ra sao, đến cách chăm sóc thỏ được anh Thắng nhiệt tình hướng dẫn cụ thể. Mình đi xem một số cái mô hình các hợp tác xã khác là chuồng người ta làm nó đơn sơ lắm, kể từ nòng niếc, đấy, hoặc là những cái ổ thỏ đẻ. Đấy, nó không được tự để nó bú tự nhiên, nó như hợp tác xã Tam Đảo. Cái mô hình này coi như là quá là tuyệt vời. Tôi đi xem các ổ mới đẻ này, rồi thì có lông và chưa có lông, và tôi thấy coi nó trùng chúc như thế, thích lắm. Nhìn tôi thoải mái lắm. So với các con vật nuôi khác ở vùng nông thôn thì thỏ là một trong những con vật dễ nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Sản phẩm ra đến đâu được tiêu thụ đến đấy. Hiện mỗi tháng anh Thắng xuất cho công ty dược phẩm của Nhật Bản khoảng 1.000 con thỏ thương phẩm với giá 178.000 đồng một con. Những chú thỏ trắng New Zealand này mang về cho gia đình anh Thắng lợi nhuận từ 30 đến 35 triệu đồng một tháng. Con số 1,5 tỷ đồng lợi nhuận là một con số rất là ấn tượng đối với những bà con chăn nuôi thỏ phải không ạ? Nuôi trong chuồng lạnh 1.000 mét vuông thì tính chi phí của nó và khấu hao không hề đơn giản đâu. Bởi vì thế này, anh hình dung thỏ ấy,
nó phát triển tốt nhất và sinh sản tốt nhất ở cái nhiệt độ 15-20 độ. Vì con thỏ anh nhớ đặc tính của nó là nó hô hấp qua da, nó không phải qua mũi. Nên mùa nóng ấy, nó nằm dài ra này, ra sàn này. Nếu nóng quá là nó có thể nó chết. Tháng 6, tháng 7 ấy, nếu không đưa về nhiệt độ của chuồng lạnh ấy, là nó không sinh sản được. Không sinh sản được đâu, nó chịu đấy. Đấy. Một năm thì một con thỏ có thể sinh sản được khoảng 70 con bé. Mỗi một nứa nó có thể sinh sản được 7-9 con. Nhưng quan trọng nhất của nó phải cần nhiệt độ mát. Nó phải thật mát thì mới được. Hiện nay những cái mô hình này thì ở cả nước mình thì rất nhiều mô hình áp dụng rồi. Vấn đề quan trọng là ai hạch toán được tốt thì người đó có thể có cơ hội thắng. Vâng, nhà báo Trịnh Ân Ninh có thể chia sẻ thêm một chút về những cái ưu điểm mà nuôi thỏ trong chuồng lạnh so với những cái mô hình nuôi thông thường khác. Chắc chắn là trong cái quá trình nuôi thỏ của Việt Nam thì nó đi những bước đi rất dài. Trước đây là nuôi thỏ rất là tự nhiên, những năm 60-70 ấy, nuôi thỏ là người ta là một cái gì đó cải thiện, là người ta nuôi thỏ trong chuồng bình thường thôi. Thậm chí người ta thả ra cái vườn, có cái vườn ăn được cái gì thì ăn, nhưng sau này có bước đi của nó khi nuôi thỏ có tính chất người ta gọi nuôi thỏ công nghiệp ấy, và làm kinh tế thì kinh tế là một kinh tế hộ gia đình, hai kinh tế có yếu tố là hợp tác xã, thì bắt đầu người ta phải tính đến đầu tư nuôi thỏ chuồng lạnh là ở đấy người ta kiểm soát được nhiệt độ, đấy quan trọng nhất. Thứ hai, khi kiểm soát được nhiệt độ của cái chuồng nuôi ấy, thì nó bảo đảm ra con sinh ra của nó là sức sống nó tốt đấy, con bố con mẹ trưởng thành hoặc là nuôi thương phẩm thì độ đồng đều rất cao. Thêm một chút nữa tôi nói với anh là nuôi thỏ nó có cái rất này lạ này này, anh phải nuôi nếu làm sao mà cái chuồng nó chật một tí, tức là ví dụ 1m2 người ta chỉ nuôi 4-5 con thôi, anh mà nuôi nó rộng quá một con một chuồng nó không có động lực phát triển đâu, nó không kích thích đâu. Cái con thỏ nó rất hay đây này, anh nuôi nó vừa thôi, tức là 1m2 anh nuôi 3-4 con, người ta không nhất thiết là phải nuôi một con, cũng không nhất thiết phải nuôi theo đàn, nhưng mà ở đấy để nó tranh nhau ăn đấy. Anh mà nuôi nó rộng quá nó vận hành nhiều thì nó không béo được, anh nuôi chật quá nó tranh chấp thức ăn nó cũng lại không béo được. Dạ vâng, thưa nhà báo, thường thì các hộ chăn nuôi hay là nuôi lợn rồi nuôi gà trong chuồng lạnh khép kín thôi. Thế nhưng mà anh nông dân này lại chọn hình thức là nuôi thỏ trong chuồng lạnh khép kín. Vậy thì người nông dân này họ phải thiết kế mô hình chăn nuôi như thế nào để có thể phù hợp với điều kiện môi trường sống của thỏ? Thế nuôi thỏ thì chỉ khoảng 5-7 năm nay trở lại đây thì người ta tiến hành nuôi nhốt thôi. Vì sao vậy? Tại vì trước đây nuôi thỏ thì người ta giống như một cái thứ làm thêm, tức là làm thêm thì người ta không đầu tư lớn đâu. Thế khoảng từ năm 2017 trở lại đây thì rất nhiều mô hình người ta làm cái chuồng khép kín và chuồng lạnh để người ta bảo đảm được cái nhiệt độ và ẩm độ, vì ẩm độ của thỏ nó quy định ấy. Chị hình dung nếu nuôi thỏ lá nó cho ăn ngày xưa ở quê ấy, nếu mà nó ướt quá nhiều nước quá nó ăn nó rất dễ bị đau bụng, cho nên là khi người ta nuôi ở trong cái chuồng thì người ta điều chỉnh được ẩm độ và nhiệt độ quan trọng nhất từ 15-20 độ là nhiệt độ tối ưu, ẩm độ thì đến một cái mức độ nào đó đủ khô, nhưng mà khô quá thì không được, nhưng nếu ẩm quá thì nó rất dễ có những cái mầm bệnh để nó gây hại cho thỏ. Cho nên ngày xưa thì không phải là cái thời gọi là nuôi có tính chất công nghiệp để phát triển kinh tế, thì người ta nuôi kiểu như là nuôi kinh tế gia đình thì người ta nuôi bình thường, nhưng bây giờ thì hầu như các địa phương là người ta thiết kế chuồng trại theo chuẩn đấy, chuẩn với thỏ New Zealand là người ta nuôi chuẩn như thế để bảo đảm được hiệu quả kinh tế cao nhất. Vâng, như nhà báo Trịnh Văn Ninh vừa mới chia sẻ rằng nuôi thỏ trong nhà lạnh thì rất là hiệu quả. Vậy thì bà con nông dân có thể học tập gì từ những cái mô hình như thế này ạ? Nếu mà bà con nông dân học mô hình này thì tôi cũng nói luôn với anh là nó phải bắt đầu từ đầu ra. Nếu mà đầu ra nó ổn định được, nếu có ký hợp đồng công ty thì mới được. Còn nếu không, anh thiết kế một cái chuồng nuôi thỏ, nếu không nuôi thỏ được nữa thì anh không nuôi được con gì, đúng không? Nếu bây giờ anh thiết kế một cái chuồng đa dụng, tức là nếu tôi không nuôi được bò tôi nuôi được trâu, không nuôi trâu tôi nuôi được dê, đúng không? Không nuôi dê tôi được lợn. Cho nên tôi nghĩ rằng là bà con nếu mà có hợp đồng đầu ra, đây là điều quan trọng nhất. Thì nên đây đầu tư, là điều quan trọng nhất. Thì đầu tư. Còn không thì tôi theo tôi không nên. Đấy. Về điều này tôi phải giải thích anh thêm một tí nữa là thế này. Từ trước nay thì chúng ta nuôi thỏ là theo cái kiểu kinh tế hộ gia đình thôi, nuôi gọi là nuôi thêm thôi. Còn nếu nuôi để đầu tư kinh doanh ấy là mình phải tính đầu ra nó lớn. Mỗi một trang trại hay hợp tác xã nó khoảng một vài ngàn con mới được. Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà báo. Thưa quý vị, không chỉ đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi thỏ, nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường, khi đầu ra cho thỏ được ổn định, anh Thắng còn mạnh dạn đứng ra thành lập hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo với 10 thành viên và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zuki Việt Nam. Kể từ đó thì mô hình nuôi thỏ trong chuồng lạnh dưới chân núi Tam Đảo dần được hình thành và tạo thành một chuỗi các trang trại khép kín cho thu nhập cao.
Vâng, và không chỉ hỗ trợ cung cấp thỏ giống New Zealand, anh Thắng còn hướng dẫn các xã viễn xây dựng chuồng trại và nuôi thỏ theo quy trình kỹ thuật để đạt năng suất và chất lượng cao. Nhờ thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, anh Thắng đã giúp các thành viên yên tâm sản xuất, lợi nhuận mỗi xã viên đạt từ 200 triệu đồng một năm. Đây là một trong 10 trại thỏ thành viên của hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo. Anh Lê Văn Quang, chủ trại thỏ này cho biết, trước gia đình anh nuôi gà, ngan, lợn rất vất vả mà thu nhập lại không cao, dịch bệnh nhiều, giá cả bấp bênh. Được anh Thắng tư vấn hỗ trợ giống và đầu ra. Năm 2016, anh Quang quyết định bỏ gà, ngan, lợn và chuyển sang nuôi thỏ. Như bây giờ là tất tổng đàn mình nó khoảng 2.000 con. Đầu ra thì tất cả là bây giờ là vẫn là vào hợp tác xã, còn là tôi là thành viên của hợp tác xã Tam Đảo đấy thì bán từng tháng. Những tháng trước thì số lượng nó cũng đều nó khoảng 200-250, như tháng này chắc nó được 300. Đối với các thành viên của hợp tác xã, các xã viên ấy thì vẫn phải chăn nuôi con thỏ và chuồng trại nó phải theo quy trình của bên công ty và hợp tác xã yêu cầu. Cộng với lại cái thức ăn chăn nuôi thì phải chăn cùng cái thức ăn chăn nuôi ở bên hợp tác xã cung cấp. Và đầu ra thì tập trung bán về cái đầu ra mà hợp tác xã đã ký hợp đồng. Nhờ lựa chọn được hướng đi đúng, cách làm hay, anh Thắng đã xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó giúp nhiều thành viên nông dân có cuộc sống khấm khá hơn. Con thỏ này thì nói chung mình thấy làm lợi nhuận cho con gà mà mọi cái là cái đầu ra nó ổn định. Nhất là thế, thứ hai là con thỏ cái bệnh dịch nó không có. Đấy, mình cái này mình chỉ làm tốt là nó thu lợi nhuận nó sẽ cao. Còn như bây giờ nếu mà tính để thu nhập tính bình quân thì mình theo dõi một số tháng ấy, thì sao như bây giờ chắc là nó lãi suất khoảng được khoảng 50.000 con. Đầu ra của nó là ổn định mà chắc là thu nhập là nó nhiều, bởi vì nuôi lợn kia thì nó lúc dịch bệnh này lúc dịch bệnh kia giá cả thì giờ ngoài thương lái nó ép như mình nữa, cho nên là chỉ được một tí xong cuối cùng lại mất một tí, thế là cuối cùng khéo cũng chả được bao nhiêu. Chứ còn thỏ này là cái giá của ấy không có ai cạnh tranh gì cả, nó ổn định. Nghĩa là ấy và cái công ty họ mua thì nghĩa là con thỏ mà nó đạt cân mà nó đủ tiêu chuẩn thì là mình bán được. Việc hình thành chuỗi liên kết giữa người chăn nuôi và doanh nghiệp đang từng bước giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, nhân rộng quy mô. Hiện nay thì hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo thì có tổng số là 10 thành viên chăn nuôi khoảng độ 1.500 con thỏ mẹ. Và hàng tháng xuất cho công ty bên Nippon là khoảng 2.500 con trên một tháng. Đấy, thu nhập cả một hợp tác xã trên một năm thì nó rơi vào tầm độ 4 tỷ. Đối với cái thu nhập đấy thì nó cũng chưa đạt như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là một cái thu nhập nó cũng tương đối ổn định trong các năm qua. Tôi cũng hy vọng là trong một vài năm tới nâng cao cái kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao năng suất lên để có cái thu nhập nó cao hơn một chút nữa. Hiện anh Nguyễn Mạnh Thắng vẫn đang tìm tòi phương pháp mới để nâng cao chất lượng chăn nuôi và kỳ vọng nhân rộng mô hình kinh tế này hơn nữa, giúp bà con vùng nông nghiệp dưới chân núi Tam Đảo yên tâm sản xuất và làm giàu từ nuôi thỏ New Zealand. Không phát triển theo cái hướng là đèn nhà ai thì nhà đấy dạng, mà anh thanh niên này thì đã thành lập ra hợp tác xã liên kết để giải quyết được cái vấn đề đầu ra, cái khâu quyết định trong ngành chăn nuôi, phải không ạ? Nhà báo đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của liên kết trong chăn nuôi? Sản xuất nông nghiệp trong những năm trở lại đây, và tôi nghĩ rằng trong nhiều năm sắp tới, nó là cái là người ta gọi sản xuất theo chuỗi. Chuỗi thì nói đôi khi nghe nó xa vời quá, nhưng người ta gọi là nông nghiệp tuần hoàn đấy. Tức là khi người ta sản xuất ra thì người ta phải tính đến đầu vào thế nào, đầu ra thế nào, vật tư đầu vào thế nào và nguyên liệu đầu ra cung cấp cho công nghiệp thế nào để người ta quyết định. Thế tôi cho rằng là anh Thắng thì anh ấy, một mình anh biết rằng anh cũng không thể kham nổi nếu anh có đầu ra. Thế mà các công ty nói chung trong nước và quốc tế, người ta cũng rất muốn cả một cái khoảng vài trăm người, người ta chọn cho một người nào đó và ở đấy người ta có độ tin cậy cao. Độ tin cậy đấy được minh chứng bằng những sản phẩm anh ấy cung cấp cho nhà máy bảo là chất lượng tốt. Thế thì anh Thắng thì tôi cho rằng là trong trường hợp này ấy, anh ấy đã tạo ra được một cái mô hình hợp tác xã ở đấy có thể khoảng 10-15 người để cùng quan điểm với anh ấy.
và cùng đầu tư, cùng chia sẻ những rủi ro, những thắng lợi. Và như thế thì tôi nghĩ rằng là chính sách nhà nước ấy, phải có một cái chính sách đầu tư giúp những hộ dân ở đấy để phát triển. Nhưng cũng nói thêm nữa là phải có một đầu ra thật ổn định. Còn nếu không, bây giờ mô hình của anh Thắng tuyệt vời rồi, ai cũng học đấy, nhưng anh mà cũng học theo mà anh không có đầu ra nữa thì đến lúc nó sẽ gây ra một cái áp lực trên thị trường, nó sẽ rất khó. Dạ vâng ạ, liên kết là một yếu tố sống còn của hợp tác xã và là một xu thế tất yếu của quá trình hội nhập. Vậy thì thưa nhà báo, liên kết giữa hợp tác xã và nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp thì cần phải tuân thủ những yếu tố nghiêm ngặt như thế nào để có thể đảm bảo cái quá trình phát triển một cách bền vững nhất? Thực ra là nếu để phát triển bền vững thì nó phải minh bạch thông tin. Tức là thông thường nếu các doanh nghiệp bao giờ cũng phải thông báo cho cái hợp tác xã đó là hàng năm và mỗi tháng chúng tôi sẽ thu nhận của hợp tác xã 2.000 con thỏ. Đấy, 2.000 con thỏ được nhận vào ngày mùng 5 và 25 và 15 hàng tháng, ví dụ thế. Thế thì ở đấy thì anh Thắng sẽ bắt đầu điều hành các hộ khi vào giống thế nào nhá. Và khi anh ta đã biết được vào giống thế nào thì biết được đầu ra như thế. Tại vì đây là một quá trình công nghiệp, tức là tôi đưa cho anh con giống ngày nào thì tôi biết ngày đấy con giống của anh đạt 2 cân hay 2 cân rưỡi, đủ tiêu chuẩn xuất chuồng hay không. Thì lập tức anh Thắng giống như một điều hành nhé, anh ta sẽ điều hành là cái ngày đó xuất chuồng cho công ty thu mua 30 con thỏ ở những hộ gia đình nào với tiêu chuẩn thế nào. Đấy, tức là cái hay của liên kết ở chỗ này này, tức là có một người, người ta sẽ không can dự tất cả trực tiếp đấy, nhưng mà trên cái hệ thống công nghệ thông tin ấy, người ta biết ngay tôi vào giống cho anh ngày nào thì ngày đấy ra con thỏ bao nhiêu ký, với thức ăn tôi đưa vào thế nào, tổng lượng tiền tôi đưa vào thế nào, và khi ra bán được bao nhiêu tiền, tổng tiền ông sẽ nhận được hàng tháng đấy bao nhiêu. Đấy, nên nó cần nhất ở sự thế này này, minh bạch và ổn định. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Trịnh Văn Ninh. Thưa quý vị, đầu ra sản phẩm luôn quyết định thành bại trong chăn nuôi. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết giúp anh Nguyễn Mạnh Thắng tự tin mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo với con thỏ là con chủ lực. Hiện nay thì dịch bệnh trên gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, đồng thời đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì thế mô hình nuôi thỏ khép kín trong chuồng lạnh của gia đình anh Nguyễn Mạnh Thắng góp phần mở ra hướng đi mới cho người chăn nuôi ở huyện Tam Đảo nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Vâng, và câu chuyện của anh Thắng cũng là nguồn cảm hứng lan truyền đến những thanh niên đang ấp ủ dự định làm giàu mà không phải ly nông ly hương. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Văn Ninh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.